Sự nhầm lẫn tai hại. Chàng trai có vẻ sắp đi rồi. Cậu ấy muốn được hiến tim mình. Mình phải nhanh lên mới kịp cứu người. Cố lên nào, còn một chút nữa thôi. An toàn rồi. Ta được cứu rồi, bắt đầu nào. Ôi, quả tim đâu? Ủa, em tưởng quả tim lợn mua về nấu ăn. Bạn muốn hẹn hò. Waparody Việt Nam xin kính chào các bạn. Đây là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản bựa nha. À, thì ra nay họ hẹn hò trong bồn tắm các bạn ạ. Úi giời, anh em chơi trò này bao giờ chưa? Anh tắm cho bong bóng nó nổi lên. Úi giời, toi cả ra bã rồi. Buồn cười vãi đạn anh em ơi. Chết rồi, phải làm sao đây? Nữ chính hình như giấu cờ ướt được rồi anh em ạ. Nhưng giấu ở đâu nhỉ? Kinh quá, thì ra là ngậm trong mồm.